Chia em là một cái vị thuốc mà hoạt huyết bổ huyết cực kỳ tuyệt vời với tất cả những người bị khí huyết hư này, phụ nữ sau sinh hay là với những người cần bồi bổ thì có thể sử dụng cái vị đây, chính là vị cây huyết đằng. Và khi mọi người xác nước uống ấy thì nó có nước màu đỏ rất là đẹp, và với những cái hoạt chất tác dụng tốt như vậy thì cây huyết đằng còn có thể điều trị một căn bệnh nữa, đó chính là chứng bệnh viêm khớp dạng thấp. Và với viêm khớp dạng thấp này thì mọi người có thể sử dụng ngay một cái vị dược liệu kết hợp với cây huyết đằng, đó chính là cái thân cành và rễ của cái cây đại bi ngay là sau lưng em đây. Thì đây là một cây thường để chữa đau bụng này, cảm sốt thông thường này, nhưng ngoài ra nó cũng có một tác dụng tuyệt vời khác, đó chính là khi kết hợp với cây huyết đằng thì mọi người có thể sử dụng điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp rất là hiệu quả và lại an toàn. Và nếu như mọi người có thể muốn điều trị về những cái chứng bệnh viêm khớp, đau nhức xương khớp mà cần những dược liệu như thế này, hay là những viên hoàn đông y đã bào chế sẵn từ những dược liệu quý như vậy, thì đây là những dược liệu mà em hoàn toàn lấy ở trên rừng và trên núi về, và mọi người có thể sử dụng cho em hàng ngày được. Và cái hàm lượng dùng ấy là khoảng 15-20g mỗi loại cây huyết đằng và cái cây đại bi, sau đó sắc với 500ml nước đun sôi và uống hàng ngày nhé. Mọi người chỉ cần đun sôi khoảng 5-10 phút thôi. Và em là bác sĩ Phương, số điện thoại của em là 0989517397. Cảm ơn mọi người theo dõi và mong mọi người sẽ chia sẻ cho video này.